cuộc họp hàng năm tại Dhammagiri, Ấn Độ. Diễn văn khai mạc ngày 2 tháng 3 năm 1990. Dân hiến Dhamma. Những người hành thiền Dhamma trên thế giới. Một lần nữa các con lại tề tụ nơi đây để xem xét làm thế nào để các con có thể giúp Dhamma được lan truyền làm thế nào các con có thể giúp những người khổ đau trên khắp thế giới được tiếp xúc với Đan Ma để họ có thể thoát khỏi khổ đau đây là một chủ ý Đan Ma tuyệt vời Bất cứ ai đã thực sự nếm được hương vị Đan Ma biết rằng hương vị này rất tuyệt vời Ở thế giới bên ngoài khi con nếm được những gì ngon các con cảm thấy muốn san sẻ với bạn bè và gia đình. Đây là điều tự nhiên, nhưng không có gì hơn được hương vị Ma Damara sam Sam, jenati, và một ai đã thực sự nếm được hương vị dhamma sẽ bắt đầu cảm thấy ehi pasiko. Ô nó thật tuyệt vời, mọi người phải nếm được hương vị này, cho dù cảm nghĩ về ehi pasiko có bắt đầu phát triển trong tâm hay không, nó cũng là thước đo để đo sự tiến bộ trong dhamma giả sử cảm nghĩ này xuất hiện và ta muốn càng ngày càng có nhiều người nếm được đam ma nhưng nếu ta không phát triển một cách đúng đắn trong đam ma rất có thể ta sẽ giáp phải lỗi lầm ta có thể nghĩ tôi mong muốn có thêm nhiều người đến với con đường Đan ma chắc chắn là như vậy nhưng chức vụ của tôi là gì hoặc là một người thật sự không đúng đắn có thể bắt đầu tính xem mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Chắc chắn tôi sẽ giúp mọi người thực hành đan ma, nhưng tôi phải nhận được bao nhiêu tiền vì tôi đã hiến tặng thì giờ và cuộc đời của tôi. Hay người nào đó có thể không tìm kiếm chức vụ hay tiền bạc, nhưng trong thâm tâm có nhiều thèm muốn rằng người khác phải biết ơn sự phục vụ của mình họ phải biết ơn tôi cúi lại tôi và tôn kính tôi những người này đã không hiểu đam ma họ không xứng đáng để phục vụ người khác bởi vì trong thâm tâm mục đích của họ chỉ để phục vụ chính họ thầy nhớ một trong những người bạn đan ma theo đạo hồi tại trung tâm của Sayagi. ông ta là phó giáo sư hay giáo sư tại trường đại học rangoon sau khi đã ngồi dài khóa một chủ ý nảy sinh tôi phải phục vụ nhưng tôi nên phục vụ như thế nào để bản ngã của tôi không thể hiện nếu bản ngã của tôi tăng trưởng sự phục vụ sẽ không phải là phục vụ nữa trong nhiều ngày chúng tôi mới biết là ông ta đã làm gì ông ta tới khóa thiền buổi chiều ông ta không tham dự khóa thiền và khi thiền sinh đi ngủ ông ta cũng ngủ ở đâu đó. Và rồi khoảng 22 giờ 30 ông ta thức dậy, lấy một xô nước và một cái chổi đi tới toilet và cọ rửa khoảng 1 hay 2 giờ. Sau đó ông ta đi ngủ. Ông không muốn ai biết sự phục vụ của mình. Đây là những việc mà người khác không thích làm. Nhưng Sayagi không cho phép những người không hành thiền đến làm các việc đó và vị giáo sư cảm thấy rằng tôi là người thích hợp tôi nên làm điều đó đây là tinh thần phục vụ ông ta không trông đợi được đền đáp cho dù chỉ muốn người khác biết ơn sự phục vụ của mình đây là sự tinh khiết của việc phục vụ đan ma mỗi người phải tự xem xét mình khi sự nhiệt tình phục vụ nảy sinh trong tâm nó có bị nhớm màu bởi sự ích kỷ không tôi có muốn điều gì không? Khi điều này mất đi, các con có thể phục vụ ở bất cứ nơi nào đang cần. Nếu tôi được yêu cầu chùi nhà vệ sinh, tôi sẽ làm điều đó. Nếu tôi được yêu cầu đứng ở cổng để gác cổng, tôi sẽ là người gác cổng. Nếu ngày mai tôi được yêu cầu ngồi trên ghế đan ma và dạy đan ma, tôi sẽ làm điều đó. Tôi ở đây chỉ để phục vụ, nếu đó là ý nghĩ của các con, các con xứng đáng để phục vụ. đối với sư phụ của thầy, thỉnh thoảng có người hiến tặng một cách hào phóng. thưa ngài, con sẽ xây một căn nhà ở đây để mọi người có thể ở một cách thoải mái. đây là sự hiến tặng của con cho trung tâm. hãy để những người khác đến và dùng nó. Nhưng bất cứ khi nào con hay người trong gia đình con tới, nó phải được dành riêng cho chúng con. Và Sayagi là Sayagi ngày quát lên. Đột khùng, hãy học Đan Ma. Chúng tôi không nhận sự hiến tặng của những người chưa biết Đan Ma. Ta không muốn nhận sự hiến tặng của những người học Đan Ma mà không hiểu Đan Ma. Đây là một truyền thống lành mạnh và tinh khiết. Chỉ riêng sự tinh khiết này sẽ giúp đan ma có nhiều sức mạnh và đan ma tinh khiết này sẽ phục vụ mọi người một cách đúng đắn. Nếu đan ma trở nên suy đồi và một người giàu có muốn mua và chi phối đan ma, nó sẽ trở thành một món hàng như ở chợ. Làm sao đan ma có thể giúp người ta được? Do đó mọi người bây giờ và trong tương lai những người có trách nhiệm điều hành những trung tâm đan ma ở đây cũng như ở khắp thế giới hãy luôn nhớ tới sự tinh khiết của đan ma hãy cam kết rằng các con không cho phép sự tinh khiết của đan ma bị ô nhiễm hay hư hỏng nếu những phòng ốc không được rộng rãi cũng không thành vấn đề nếu ít người tới những trung tâm đan ma như thế đam ma sẽ được trao truyền một cách đúng đắn nếu có ai nghĩ rằng bằng đan ma của tôi những người khác sẽ nhận được lợi lạc người đó cảm thấy vui mừng khi thấy người khác vui mừng đây là phần thưởng lớn nhất mà ta có thể nhận được từ sự hiến tặng và phục vụ nếu có người không hiểu đan ma theo cách này thì tốt hơn không nên nhận sự hiến tặng của người này, Mặc dù người đó đã ngồi nhiều khóa thiền. điều lệ này không những chỉ dành cho ban quản trị hiện tại, thiền sư phụ tá hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau. vì khùng điên có người sẽ nói được vipassana thật tuyệt vời nhưng sự thực tập này cũng tốt tại sao không thêm nó vào hoặc có người sẽ nói Ôi, cái này thật tuyệt vời, nhưng sao không thêm một chút về tính ngưỡng của chúng tôi? Thêm điều này vào và quý vị sẽ thấy một số đông người từ cộng đồng của tôi sẽ tới. Không được, nếu ma trở thành ô nhiễm, nó sẽ không giúp được mọi người. Thêm bất cứ cái gì vào, chắc chắn phương pháp sẽ bị ô nhiễm. Sayagi thường nói rằng, nếu các con bắt đầu bất cứ một hoạt động nào khác, tại một trung tâm đam ma, Mara rất là quỷ quyệt và bắt đầu vỗ tay. Chà tuyệt quá, điều này rất tốt. Hãy xem cũng cần phải thêm yoga asanas vào đây tuyệt vời và cũng nên thêm vào cách chữa trị thiên nhiên ồ tuyệt vời, Mara sẽ lôi cuốn tất cả sự chú tâm vào các hoạt động phụ này và Vipassana sẽ đi vào hậu trường. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Quốc gia này, nơi phương pháp tuyệt vời này khởi nguồn, đã đánh mất nó trong vòng 500 năm bởi vì những người khùng điên bắt đầu thêm nhiều thứ khác vào đó. Nó trở nên ô nhiễm, bất tịnh, và sự hữu hiệu của nó bị suy giảm và dần dần nó biến mất, nó cũng mất đi theo cùng một kiểu cách tại những quốc gia khác. Chúng ta rất may mắn. Một nước láng giềng đã bảo tồn nó trong sự tinh nguyên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là lý do tại sao chúng ta nhận được nó chúng ta có trách nhiệm để bảo đảm nó được duy trì cho thế hệ mai sau trong cùng một sự tinh khiết như vậy mọi người nên nghĩ tôi nhận được nó trong sự tinh nguyên và tôi sẽ trao truyền nó cho thế hệ kế tiếp trong sự tinh nguyên ấy bằng cách này nó sẽ tiếp tục giúp người khác thoát khỏi khổ đau ít ra là trong vài thế kỷ ta cũng nên tự xem xét mình có phải địa vị trong quá khứ vẫn còn rất quan trọng hay không? Bạn muốn phục vụ đam ma và vẫn nói, tôi thuộc về truyền thống đặc biệt này và truyền thống này là nhất. Nếu như thế, các con đã không tuân phục đam ma. Trái lại, sự suy nghĩ phải nên là Ekayano Mago. Tôi tin tưởng rằng đây là con đường duy nhất để loại trừ những bất tịnh nằm sâu trong tâm. Trừ khi những phức cảm và những sự bất tịnh tiềm ẩn này được loại khỏi tâm, tôi sẽ không bao giờ được giải thoát. không ai có thể giải thoát được. đây là con đường và là con đường duy nhất. chỉ khi nào các con có sự tin tưởng này, các con mới nên tình nguyện để phục vụ đam ma trong bất cứ vị trí nào. các con là người tốt nhất để tự xét mình nếu các con đã có ước nguyện rằng đan ma phải được lan truyền rằng càng ngày càng có nhiều người đau khổ sẽ có lợi lạc từ đan ma hãy giữ chủ ý này nhưng không nên nhận một chức vụ quan trọng nào nếu các con vẫn bị ràng buộc vào những truyền thống cũ hay đức tin hay giáo điều đừng nhận bất cứ trách nhiệm nào hãy đợi một thời gian thầy biết rất nhiều người trong các con đã có chủ ý đó các con có thể có công đức trong việc phục vụ những người đau khổ khắp thế giới bằng nhiều cách khác nhau đối với những người có chủ ý như thế nhưng chưa được vững mạnh lắm hãy làm cho các con vững mạnh trong đam ma khi các con tự làm chính mình vững mạnh trong đam ma các con đang làm điều đó cho chính mình chứ không phải cho thầy cho đức phật hay cho bất kỳ ai khác đó là bởi vì sự lợi lạc của chính mình và sự tốt lành của chính mình saiyagi thường nói với những thiền sinh của ngài những người có thể nhập niết bàn bất cứ lúc nào các con đã có sự hiến tặng lớn nhất cho trung tâm này những rung động tuyệt vời liên quan đến những trải nghiệm về niết bàn bởi vậy nếu các con phục vụ không ở trong bất cứ một chức vụ nào và chỉ là một thiền sinh thì nên chỉ hành thiền, dù các con có đạt tới giai đoạn niết bàn hay không cũng không thành vấn đề. Bất cứ sự tinh khiết nào các con tạo ra sẽ lan truyền và bầu không khí sẽ tràn đầy những rung động tinh khiết. Điều đó sẽ là sự hiến tặng lớn nhất. Một người có thể hiến tặng hàng triệu đồng nhưng không tạo ra những rung động tốt lành và một người khác có thể tạo ra rung động tốt nhưng không hiến tặng tài vật sự hiến tặng những rung động tốt lành quan trọng hơn rất nhiều và rồi các con có thể phục vụ trong bất cứ chức vụ nào không cần thiết phải trở thành một thiền sư một thiền sư phụ tá một thủ quỹ một chủ tịch một tổng thư ký một thành viên ban điều hành hãy hành thiền. Hãy hành thiền vì sự tốt lành của chính các con và vì sự tốt lành của người khác. Hãy tạo ra những rung động tốt vì sự tốt lành cho chính mình và cho những người khác. Nguyện cho tất cả các con, từ bất cứ quốc gia nào, cộng đồng nào, giai cấp nào, phát triển trong đam ma. Các con có một cơ hội tuyệt vời bây giờ vì các con đã tiếp xúc với đam ma, hãy phát triển trong đam ma, thoát khỏi khổ đau và là một gương sáng cho người khác để họ được tiếp xúc với đam ma để thoát khỏi khổ đau và ràng buộc. nguyện cho tất cả các con được hạnh phúc thật sự. nguyện cho tất cả những người khác cũng được hạnh phúc thật sự. nguyện cho tất cả các con được bình yên thật sự. nguyện cho tất cả những người khác được bình yên thật sự. Nguyện cho các con được giải thoát Nguyện cho tất cả những người khác Cũng được giải thoát Bhavatusabha Mangalam